sân khấu bay rất là lâu rồi, cho nên chắc là khán giả cũng muốn biết thêm nhiều chi tiết về anh. Trong cái quá trình mà Diễm Nhi trình diễn ở Việt Nam, những tuồng cải lương, thì trong trí nhớ của Hoàng Anh là anh rất là xuất sắc trong những vai giống như là cái tuồng mà đế chiêu vương, Hán đế Việt chiêu vương. Dạ, đó thì anh đóng vai Hán đế và chị Hương Lan trong vai chiêu vương. Thì nãy giờ nghe anh hát thân nhạc, Hoàng Anh không ngờ là anh hát thân nhạc rất là hay. Nhưng mà lát nữa chắc là sẽ cống hiến của nhạc cho chúng ta nghe. Theo mà anh được biết thì sau năm 75 anh có qua đây để mà định cư, thì lúc đó anh có thành lập ra một hội nghệ sĩ trẻ, phải không? Association of Artists. Dạ đúng rồi. Đã để trình diễn lại những